Chào các bạn. Khi đến Nhật thì mình thấy trái cây ở Nhật cũng không đa dạng lắm, nhưng nó cũng có một số loại trái cây mà ở Việt Nam mình không có, hoặc là cũng khó kiếm, hoặc là mắc mà mình không có dịp để ăn. Hiện giờ thì Nhật đang sắp bước vào mùa thu, thì mình thấy siêu thị có bán cái trái này là trái xuân Nhật, gọi là Ichijiku. Cho nên mình quyết định là mình sẽ mua về để ăn thử. Và mình cũng để bắt đầu luôn cho cái series những loại trái cây lạ ở Nhật. Nếu các bạn đến Nhật mà không ăn thử những cái loại trái này á thì coi như là đã lỡ mất một đời. Còn nếu mà ăn á thì chỉ mất có 430 yên thôi. Cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giải phẫu cái trái này xem thử là nó ăn như thế nào nha. Hajimemasho Ichijiku. Bây giờ mình bắt đầu mở cái bọc này ra nha. Cái hộp Ichijiku này thì mình mua siêu thị gần nhà. Trong đây có cái nhãn ghi là sản phẩm của Wakayama. Wakayama là thành phố thủ phủ của tỉnh Wakayama ở vùng Kansai. Trái sung Nhật này thì nhìn nó hơi giống củ hành tím ở bên mình. Nó hơi chín rồi cho nên nó mềm mềm. Bây giờ mình sẽ dùng dao để bổ nó ra. Ôi, nó mềm quá đi mất. Ở trong này thì nhìn nó cũng tương tự như trái sung của mình, nhưng chỉ có điều là mình to hơn, còn trái sung ở Việt Nam thì nhỏ. Bây giờ mình ăn thử nha, không biết là ăn trái sung Nhật thì mình có sung không nữa. Ở trong này có nhiều hộp. Hộp này thì nhỏ cho nên chắc là vẫn nhai nuốt được. Vị của nó thì ngọt ngọt, hơi giống trái đào. Mà các bạn ăn trái đào Nhật chưa ta? Nếu đi ăn thì tuần kỳ sau mình sẽ làm clip về trái đào. Cái này thì nó hơi ngọt hơn trái đào chút, nó có hạt hạt. Nó cũng hạt hạt như là hạt thanh long á. Mình nhai cái hạt nó đựng cho bực 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 ở trong miệng. Nói chung là ngọt ngọt mát. Thanh nó hơi nhất nhất. Trong này nó cái sớm nó giống như là nó cái tét bưởi vậy, nhưng mà không có chua lắm. Nói chung là vị chính của nó là ngọt dịu. Ăn cái này thì mình sẽ không phải bỏ một cái bộ phận nào hết, không có bỏ vỏ, không phải bỏ hạt luôn, ăn sạch luôn, bỏ bún thôi. Tên của cái quả này là Ichijiku, nhưng mà hay còn gọi là Mukaka. Chữ kanji viết như thế này có nghĩa là quả không có hoa. Thì các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy là cái chỗ cái cuốn của nó mọc ra quả thì nó không có cái đài hoa. Nhưng mà không có nghĩa là quả này không có hoa, mà thực chất cái hoa là nó nở bên trong quả. Thì cái phần mà xớ xớ mà chúng ta nhìn thấy hồng 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 nó đỏ ở đây chính là cái hoa của nó. Quả này là giống vốn là ở Mỹ nhưng đã được đem về trồng ở Nhật khá là thành công. Quả sung này có nhiều tác dụng rất là tốt như là chắc xương, điều hòa huyết áp và phòng chống những bệnh tim mạch. Ở Nhật thì thường được dùng để làm bánh hoặc là mình cứ ăn sống như vậy cũng rất là tốt. Đây là một những loại quả mà đến mùa thu mới có, cho nên là nhất kỳ nhất hội nếu mà qua đây mùa thu mà bạn không ăn thì sẽ rất là uổng phí đó. Nghĩ là nếu mà trái này nếu mà có thể đem về Việt Nam bán ngày Tết thì chắc là đắt lắm, tại vì vừa sung mà vừa đỏ nữa. Nếu thích thì các bạn hãy đăng ký kênh bọn mình để làm động lực để bọn mình làm thêm nhiều video nữa nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.